Hello mọi người, Yên Bét yêu thích thân quen đây. Hôm nay mình có một cái lịch quay khá là sớm ở công ty, lâu rồi mình mới được đi quay, mà một cái lịch quay này nó cũng hơi mọc mọc, đúng rồi, cô gái không sợ mọc mọc. Thì hôm nay cái lịch quay này nó cũng khá là đặc biệt, tại vì nó không phải là quay phim, nó cũng không phải là quay MV hay gì hết. Nói chung là lát nữa mọi người sẽ biết là tôi sẽ đi quay cái gì. Rồi bây giờ phải ăn sáng thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Ohio. Vậy là hôm nay Kim đã hoàn thành xong món cá hồi sốt bơ chanh rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ thì mình tới phần thưởng thức ăn thôi, để xem thành quả ngày hôm nay như thế nào nha. Tại vì cái món cá hồi này á thì ở ngoài á là mình sẽ thường là sẽ thấy trong những cái nhà hàng sang trọng thôi. Chút xíu cá với lại một chút xíu sốt. Thôi thôi là cái chăm sóc của mình đó. Ok cả nhà ơi, vậy là ngày hôm nay mình sẽ học thêm được một món ăn vừa ngon vừa dễ làm, đó chính là món cá hồi sốt bơ chanh cùng với cô Kim rồi đúng không nè. Thôi là mọi người sẽ đồng hành cùng với Kim cho những số sau nữa, mình sẽ làm được thêm nhiều món ngon bổ rẻ hơn nữa nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi số tập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập này cùng với cô Kim trên và Phong sẽ gặp lại mọi người trong tập sau nha. Bye bye. Bán như kiểu mấy cô hay đúng không?
mọi người xào thì nó sẽ hơi bọt lên như vậy nè, đừng có sợ nha, tại vì ở trong chứa muối nó có nhiều nước cho nên là